Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là "Thưa thầy, thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp đấng Mêsia," nghĩa là đấng Kitô. Rồi người dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng chúng ta vừa mới thấy Gioan tẩy giả giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ của ông. Ông nói rằng đây là chiên Thiên Chúa. Lời giới thiệu này chứng tỏ Gioan biết Chúa Giêsu là ai và cũng chứng tỏ ông ý thức sứ mệnh tiền hô của mình. Ông đã chỉ lối cho hai môn đệ đến gặp Chúa Giêsu. Đây là lời giới thiệu trung thực, đầy can đảm và có mãnh lực thôi thúc hai môn đệ đi theo Chúa. Như vậy, ông Gioan tẩy giả biết Chúa Giêsu nên ông đã giới thiệu cho hai môn đệ của mình. Và hai ông đã tin theo Chúa. Liền sau đó, Andre đã giới thiệu cho em mình là ông Phêrô cũng theo Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, điều đáng chú ý ở đây, khi các ông tin theo Chúa rồi, tại sao Chúa Giêsu quay trở lại hỏi: "Các ông tìm gì thế?" Các môn đệ trả lời mà không phải là câu trả lời, nhưng là câu hỏi: "Thưa thầy, thầy ở đâu?" Câu trả lời hỏi ấy vắn gọn nhưng biểu lộ lòng trìu mến gắn bó dấn thân bước theo thầy, muốn chia sẻ nếp sống của thầy. Giống như trường hợp Đức Maria khi thiên thần truyền tin, Đức Mẹ hỏi như câu trả lời: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Nghĩa là mẹ hàm chứa sẵn sàng xin vâng. Quay trở lại câu trả lời hỏi của hai môn đệ kia, Chúa Giêsu không nói địa chỉ, tên đường, số nhà vì Ngài không có nơi gối đầu, mà Ngài chỉ bảo rằng: "Hãy đến mà xem." Hãy đến là lời mời gọi của trái tim rộng mở. Hãy đến mà xem tình yêu của Thiên Chúa biểu lộ nơi con người của Đức Giêsu. Đến với Chúa chắc chắn sẽ dẫn đến một kinh nghiệm về một tình yêu sâu thẳm. Các môn đệ đã đến, đã nhìn thấy nơi Chúa ở. Đây không phải là một ngôi nhà vật chất, mà đây là chính Thiên Chúa. Đến với Chúa Giêsu là đến với Thiên Chúa. Ngài ở với Thiên Chúa, ở trong Thiên Chúa. Cho nên đến với Chúa Giêsu là gặp gỡ chính Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu đã từng nói: "Ai thấy thầy là thấy đấng đã sai thầy." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các môn đệ đã kinh nghiệm được điều ấy nên đã ở lại với Chúa. Ở lại với Chúa là gắn bó với Chúa, kết hợp với Chúa, ở lại trong tình yêu của Chúa. Tình yêu làm cho môn đệ gần gũi với thầy và sự gần gũi ấy tăng thêm tình yêu Chúa. Và rồi cả ba môn đệ cũng như tất cả các môn đệ khác đã biết Chúa, sống với Chúa và vâng lệnh truyền của Chúa, đi giới thiệu Chúa cho môn dân: "Anh em hãy đi khắp nơi rao giảng cho mọi người." Đối với chúng ta ngày hôm nay, kính thưa quý ông bà và anh chị em, một khi đã chịu phép rửa tội và gia nhập vào giáo hội, chúng ta đều có nhiệm vụ giới thiệu Chúa cho anh em. Trước hết, cần phải giới thiệu Chúa cho những người chưa biết Chúa.
Vì chân Chúa Giêsu đã nói rằng ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Vì vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã xác tín rằng tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Thế nhưng làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin? Làm sao họ tin đấng họ không được nghe? Làm sao mà họ nghe nếu không có ai rao giảng? Cho nên để người ta tin vào Chúa Giêsu cần có người giới thiệu cho họ, người giới thiệu hết sức cần thiết. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong thương trường, để bán được hàng hóa, người ta phải tìm mọi cách bằng quảng cáo, bằng tiếp thị để giới thiệu cho mọi người biết trên thị trường có loại hàng hóa ấy, chất lượng nó ra sao, nó cần thiết cho đời sống thế nào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ nhiều người tín hữu có mặc cảm vì thấy mình non yếu về đức tin, về giáo lý, về thánh kinh. Hình như chúng ta chỉ đủ đức tin để giữ đạo cho mình mà không truyền thụ cho ai, vì vốn liếng kiến thức giáo lý và kinh thánh quá ít. Nhưng nói như vậy không phải để chúng ta bi quan mặc cảm, nhưng để chúng ta cố gắng. Dù chúng ta không biết về Chúa cho đủ, nhưng Chúa cũng sai chúng ta đi giới thiệu cho mọi người. Cách giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác tốt nhất và cụ thể nhất, hiệu quả nhất là bằng chính đời sống đạo tốt đẹp của chúng ta. Đó chính là lời giới thiệu cho mọi người tín hữu, hữu hiệu và giá trị nhiều hơn bài giảng. Vì thế Đức Phaolô 6 đã nói, con người ngày hôm nay cần chứng nhân hơn thầy dạy, còn ông bà ta thì dạy lời nói lung lay mà gương bày lôi kéo. Vì vậy kính thưa quý ông bà và anh chị em, xin hãy nhớ rằng không phải ai cũng có thể làm việc lớn, nhưng tất cả mọi người có thể làm được điều thiện. Làm điều thiện thì luôn có trong đời thường, và việc thường thì luôn có bên cạnh. Không phải ai cũng là thánh ở đời này, nhưng tất cả đều có thể là một người lành, một người tốt. Vì thế, với việc thường ngày, dù có nhạt nhẽo, có nhàm chán với đắng cay, chúng ta hãy tích cực tham gia góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng giáo hội và thế giới như thư chung các đức giám mục mời gọi năm nay. Cuối cùng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng phải cần giới thiệu lại Đức Giêsu cho những người biết và tin Ngài. Vì chân hiện nay, quanh chúng ta có biết bao nhiêu người mang danh là tin Ngài, nhưng thật sự chỉ là tin trên danh nghĩa. Vì trong thực tế họ chỉ biết về Ngài rất mơ hồ, sự biết ấy không đủ sức mạnh để thúc đẩy họ sống và hành động theo đức tin của họ đã lãnh nhận. Chính vì thế mà giáo hội ngày nay mời gọi chúng ta phải phúc âm hóa hay là tái phúc âm hóa, có nghĩa là giới thiệu lại Đức Kitô cho những người đã biết Ngài, đã mang danh là tin Ngài, để họ tin Ngài một cách đích thực hơn. Quả đúng như lời Thánh Phaolô trong bài đọc 2 dạy rằng, hay anh chị em lại chẳng biết rằng thân xác anh chị em là đền thờ của Thánh Thần sao? Mà đền thờ Thánh Thần đang ngự trong anh chị em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh chị em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh chị em. Vậy anh chị em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh chị em. Vậy ước gì qua lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện rằng, lạy Chúa Cha từ ái, chúng con biết Cha là nhờ Chúa Giêsu giới thiệu, và biết Đức Giêsu là nhờ giáo hội giới thiệu. Nhờ đó chúng con được diễm phúc biết và yêu mến Cha, biết và tin theo Đức Giêsu Kitô để được cứu độ. Vì thế, chúng con cảm thấy mình thật ích kỷ nếu không tiếp tục giới thiệu cho những người khác nữa về Cha, về Đức Giêsu. Xin Chúa ban cho chúng con ơn hiểu biết và niềm tin đích thực, đồng thời biết sống thật sự niềm tin trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Xin Chúa Cha tuôn đổ thần khí dũng mãnh trên chúng con, để chúng con nhiệt huyết tham gia tích cực vào công cuộc truyền giáo và tái phúc âm hóa môi trường chúng con đang sống. Amen.